Nhà em đang ngủ là em thấy mọi người hô hoán cháy thôi, là bố mẹ em gọi em là em chạy luôn thôi. Là em cũng chưa kịp nhìn xung quanh như thế nào, em chỉ thấy là cháy ở phía bảng điện là em chạy xuống rồi. Bọn em cũng hỗ trợ là mang đệm rồi mang chăn các thứ ra để lót để cho mọi người nhảy xuống, nhưng mà nhiều người hoảng loạn là họ không cần biết là có hay không thì họ cũng nhảy thôi, họ có thể nhảy xuống mái tôn là lúc đấy là cũng thấy rơi bùm bùm ấy, nghĩa là mọi người cũng nghĩ là khi mà nhảy thì nó vẫn còn có cơ hội sống hơn là vẫn ở trong đó. Cáng với cả bộ phận pháp y rồi mọi người đều thấy cáng đưa vào thì cũng kéo ra, cũng xin cả quần áo của những hàng xóm xung quanh này để cũng đậy cho những người mà người ta đã mất. Cảnh tượng rất là tang thương.